Vâng, Shipman mình chào quý anh em nhé. Cũng gần cuối năm rồi thì hôm nay shop Shipman mình sale cho anh em mấy cây Zippo giá rẻ cho anh em chơi Tết anh em nhé. Mấy cây này thì đều là hàng mới của shop mình hết, chưa qua lửa anh em nhé. Và hàng này hàng còn mới nguyên, shop mình bảo hành trọn đời anh em nhé. Nên là anh em yên tâm chứ không phải là cứ sale là hàng có vấn đề đâu. Đấy. Và anh em muốn lấy cái nào thì đọc đúng cái mã số sản phẩm đây thì mình sẽ ship cho anh em nhé. Mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ lên Google và chữ zipman.vn nhé, là ra shop của mình. Cái đầu tiên mình sale cho anh em là cây Zippo này. Đấy, cây này thì được đựng trong cái hộp màu đen anh em nhé. Cây này có mã số mình đánh dấu trên đây anh em nhé, ZS291 anh em nhé, ZS291. Đấy. Thì bên mình bán Zippo sẽ bán đến hết ngày 22 âm lịch anh em nhé, tức là trước ngày ông công ông táo. Anh em muốn mua thì anh em phải lấy nhanh nhé, vì tầm khoảng gần hơn một tuần nữa thì shop mình sẽ đóng cửa nghỉ rồi. Cái sản phẩm này thì anh em nhìn thấy có màu trắng nhé, và chất liệu của nó là bằng đồng. Đấy, bằng đồng sau rồi nó mạ vào lớp chrome này đánh bóng luôn, sáng như gương luôn anh em nhé, phản chiếu này, sáng như gương luôn. Về mặt sau này, đấy, sáng bóng luôn anh em nhé. Cái này thì shop mình sẽ ship siêu đi, hàng đến nơi anh em được kiểm tra trước đúng hàng rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi. Nên là anh em rất chi là yên tâm nhé. Anh em mà ở xa mà đang về quê ăn Tết thì anh em có thể đặt sản phẩm này và anh em bảo là đặt về quê luôn đi. Thì mình ship, ví dụ anh em ở quê Nam thì mình ship sẽ lâu hơn một chút, quê Bắc thì ship sẽ nhanh anh em nhé. Là anh em đặt luôn đi bây giờ đi thì còn kịp, chứ anh em đợi mấy ngày nữa thì anh em về thì bên mình không thể ship được đâu anh em nhé. Ok, cái sản phẩm này thì nó mạ chrome bóng lên và nó rất là kín anh em nhé, phần thân và phần nắp kín nên nó cầm xăng tốt, tầm khoảng một tuần lễ là bình thường. Cái này thì mình sale cho anh em nhé, số lượng thì cũng tầm khoảng chục cây thôi, cũng không có nhiều. Chủ đề này là khắc chìm anh em ơi, nên anh em dùng không thấy mòn được. Còn về cái cạnh bán lề đó thì bằng niken màu trắng, có 5 chấu đều tròn và kín anh em nhé, hai mối hàn thì cũng tương đối là tròn. Bán lề này nếu như anh em dùng mà bị bong cái mối hàn trên đây thì mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, không mất tiền. Và anh em yên tâm là nó rất là bền anh em nhé, hy hữu thì nó mới bong thôi. Còn mặt sau thì nó trơn bóng, không có họa tiết hoa văn gì cả. Các cạnh bên cũng thế anh em nhé. Xét về cái mộc đáy sản phẩm, cái này mộc đáy là năm 22 anh em nhé. Nó chữ rất là rõ ràng, mộc đáy lõm. Cái này giúp mình bảo hành trọn đời cho anh em, là anh em yên tâm đi. Hàng đến nơi thì anh em cũng được bóc tem ra anh em kiểm tra nhé. Cái mặt sau thì trơn như thế này. Và bây giờ mình test âm cho anh em nghe. Cái này thì mình có cả năm 22, 23 anh em nhé. Theo mình thấy thì âm cái này cũng khá là ok. Hiện tại ở Hà Nội thì nhiệt độ rất là lạnh anh em nhé, cỡ khoảng chục độ gì đó thôi, là tay mình rất là cóng, bật ra bật vào cũng cũng khó. Đấy, bên trong có màu vàng này, đôi khi nó lem lem là bình thường, bản lề cứng cáp. Cái này ruột và vỏ thì được sản xuất trùng năm 22 anh em nhé, trùng năm 22. Còn cái chữ cái thì thường là lệch nhau mấy tháng, không quan trọng anh em nhé. Ruột có màu trắng, cổ đã cao bằng đồng, bánh xe cắt xéo. Những cây mà có ruột trắng thì nó như nhau cả anh em nhé. Cái ruột thì nó không khác gì hết. Số mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em cái vấn đề mà gãy lưỡi gà trong đây nhé. Anh em dùng mà có gãy thì alo shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, không mất tiền. Ok, cái cây này thì shop mình bán giá mới là 790.000 anh em nhé, 790.000. Tuy nhiên trong clip này thì anh em lấy với giá chỉ là 630.000 thôi anh em nhé, 630.000 bảo hành trọn đời anh em nhé. Những cái sản phẩm mà sale thì anh em trả thêm cho bưu tá 30.000 phí ship anh em nhé. Cái này là 630.000 cộng 30.000 phí ship. Shop mình sẽ tặng thêm cho anh em một ví đá đấy anh em nhé, ví đá vàng, anh em dùng tầm khoảng 6 tháng gì đấy. Cái cây thứ hai thì đây, nó là cây này anh em nhé, nó được đựng trong cái hộp cúng màu đen luôn. Cây này là thuộc cái dòng Vintech, tái bản năm 1937 anh em ạ. Cây này có chủ đề về Quốc huy Hoa Kỳ, cũng được khắc chìm luôn. Cái dòng này thì mình thấy nó cũng khá là đẹp, nó đẹp theo cái kiểu cổ điển anh em nhé. Đây, dòng này dòng Vintech, trên hộp nó có ghi như thế này đây. Cây này thì mình có đâu đấy tầm khoảng
năm ba cây thôi, không có số lượng nhiều anh em nhé. Cái đầu tiên của mình có số lượng nhiều hơn, cái này thì số lượng ít hơn anh em nhé. Chủ đề này thì khắc chìm nên anh em yên tâm nhé, dùng là rất là bền, không thấy mòn được chủ đề này anh em nhé. Cái phần mặt trước cái đánh nhám này, đánh nhám thì nó sẽ chống bám vân tay tốt hơn anh em nhé. Đấy, phần thân và phần nắp kín anh em dùng thì cái này cầm sang tầm khoảng 1 tuần lấy là bình thường. Đặc điểm của cái dòng này là nó chiếm hai góc trên và dưới đây anh em nhé, và mộc đáy bên trên này, mộc ở bên dưới này nó bằng nhau. Đấy, nó chiếm bằng nhau chứ nó không có bầu bầu tròn tròn này anh em nhé. Bản lề thì có 5 chấu. Đấy, tương tự như cái bản lề kia thôi. Ở mặt sau thì nó không có chủ đề gì cả anh em nhé. Mộc đáy sản phẩm này thì là mộc bằng anh em nhé, ba hàng chữ sản xuất năm 2022. Đấy, nét chữ cũng rất là rõ ràng được. Cái dòng này thì mình thấy trên thị trường là hầu như là rất là hiếm có hàng giả hàng fake anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Cái dòng replica tái bản năm 1937 với tái bản năm 1941 thường là hiếm hiếm có hàng giả. Tất nhiên là cũng có đấy, em mình cũng đã từng thấy ở đâu đấy là có rồi. Đấy, nhưng mà hiếm. Nói chung là anh em mua thì cứ chọn shop nào uy tín mà anh em mua nhé. Âm thanh sản phẩm này đây. Đấy, bánh xe rất là bén. Cái này thì mình sale cho anh em chơi để cho anh em biết được cái sản phẩm của shop mình bán cái chất lượng như thế nào. Đấy. Rồi anh em chơi xong rồi anh em có bạn bè thì anh em giới thiệu cho shop mình với nhé. Cái này thì ruột và vỏ sản xuất trùng năm 22 đấy, còn chữ cái thì lượt nhau mấy tháng anh nhỉ. Ruột thì nó cũng giống như cái ruột cây vừa rồi thôi, cổ đá cao bằng đồng, bánh xe cắt xéo sâu, ruột nó cũng không khác biệt gì nhiều anh em nhé. Châm xăng anh em châm vào đây, cái này bằng đồng luôn nên mỗi lần châm xăng thì dùng tầm khoảng cỡ 1 tuần lễ thôi, bình thường 1 tuần lễ là ok đấy anh em nhé. Đấy, trung bình cứ tầm khoảng trên dưới 5 ngày anh em châm xăng 1 lần thì nó sẽ tốt cho Zippo và tốt cho sợi tim nhất. Cái này thì có mã số mình đánh dấu trên đây nhé, ZS292 anh em nhé, ZS292 anh em đọc đúng cái mã số thì mình sẽ ship cho anh em. Cái này thì mình bán với giá chỉ là 590.000 thôi anh em nhé, 590.000. Đấy, giá này thì là hầu như là không có lãi rồi anh em nhé, cộng với 30.000 phí ship nữa, tức là 590.000 cộng 30.000 phí ship, giúp mình tặng thêm cho anh em một vị đá. Đến cây cuối cùng, đây, cây này mình giới thiệu cho anh em, đây. Cũng được đựng trong cái hộp màu đen tương tự nhé. Cây này thì cũng giống cái cây thứ hai, là cũng thuộc cái dòng tai bản Vintech đấy. Tuy nhiên cái cây này là nó được đánh bóng, còn cây thứ hai là nó đánh nhám anh em nhé. Hộp nó thì đây, mẫu này thì mình có số lượng cũng tầm khoảng 5-7 cây thôi. Nó không nhiều bằng cái đầu tiên anh em nhé. Cái đầu tiên cây chủ đề át cơ ấy, là mình có nhiều nhất anh em nhé. Cây này thì có mã số mình đánh dấu trên đây anh em nhé, ZS293 anh em nhé, ZS293. Anh em lấy cây nào anh em cứ đọc đúng cái mã số cho mình thì mình sẽ ship được cho anh em nhé. Về thiết kế của cây này thì nó cũng giống như cây vừa rồi thôi. Đấy. Cũng giống như cái cây con chim đại bàng này. Chỉ khác nhau về cái này thì nó được đánh bóng thôi, bóng. Đây, nó như thế anh em nhé. Cái này thì bẩn mình lau đi một chút đấy, đây, nó dính keo của cái túi ni lông ấy. Đấy, lau đi là sạch anh em nhé. Thì cái dòng này ngày xưa năm 1937 công ty Zippo nó sản xuất ra cây Zippo, nó có kiểu dáng giống như thế này. Thì tới năm tầm khoảng năm 86 87 gì đấy thì công ty nó bắt đầu nó sản xuất lại cái dòng dòng giống như thế này luôn anh em nhé. Đấy. Những cây nó người ta gọi là Replica, hay cái dòng này gọi là dòng Vintage anh em nhé, hoài cổ đấy. Thì mặt trước và mặt sau các cạnh thì đánh bóng. Chủ đề này thì là logo Zippo anh em nhé. Trên đây có cái vương miện. Đại ý của cái này thì nó gọi là Zippo là vua của các cái bật lửa chống gió. Như thế. Phần thân và phần nắp kín. Cầm xăng cũng tốt anh em nhé. Bản lề thì có 5 chấu. Mặt sau thì trơn bóng. Màu trắng rất là đẹp anh em nhé. Tới nơi anh em cũng được bóc tem ra giống như mình thế này.
bên trên này, cạnh bên. Mộc đáy sản phẩm thì cái này là mộc đáy lùi anh em nhé, mộc đáy lùi ba hàng chữ. Đấy, anh em lưu ý là cái mộc đáy này nó sẽ khác với cái mộc đáy dòng bình thường anh em nhé, ba hàng chữ. Và âm thanh sản phẩm này, đấy âm thanh đấy anh em nhé. Cái này thì đang mới nên là cái bản lề nó hơi cứng cáp một chút. Đấy, anh em dùng xong một thời gian thì cái bản lề này nó mềm ra thì âm thanh nó sẽ hay hơn anh em nhé. Nó như thế. Bên trong đây thì bằng đồng, đôi kia bằng đồng nó hơi lem lem xanh đỏ bình thường anh em nhé, không thành vấn đề. Đấy. Bên trong vỏ và ruột sản xuất trùng năm 21, còn chữ cái thì lệch nhau mấy tháng. Về cái cây này thì mình có không biết là những cây sau thì còn năm 21 hay 22 hay 3 gì đấy anh em nhé. Hiện tại có cây này trên clip thì 21. Ruột màu trắng, cổ đã cao bằng đồng, bánh xe cassette. Ok. Đây. Nó như thế này. Shop mình vẫn bảo hành trọn đời anh em nhé. Giá cây này thì shop cũng sale cho anh em chơi. Giá là 640.000 anh em nhé. 640.000 cộng với 30.000 phí ship. Bảo hành trọn đời, tặng thêm cho anh em một ví đá vàng nữa. Ok, trong ba cây này thì anh em muốn lấy cây nào thì nhanh tay alo cho shop nhé. Anh em muốn lấy chơi Zippo chế tích giá rẻ thì tham khảo ngay nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.